chị ơi, vừa hoàn thiện một ít phôi dẻ đá cẩm chỉ sụn nè, và hàng cắt nè anh chị. Vâng, bẻ nu nè, bẻ ha, chưa tẩy á, làm nhẹ lên một nước nữa này là vân vi nó mới lùi lên mới phê nha. Còn đây là sụn cẩm, hầu như ba cục này là sụn 100% nha. Đây là một nước nè, chưa tẩy nha, nên nhìn nó hơi mờ anh chị. Đó, tôi sụn bẻ nu, rất tuyệt vời. Mình phay, đây ta cầm theo. Đây là đầu cắt nè anh chị. Trời ơi, vâng nè. Đầu cắt của cái cục dài nè anh chị, nó dài quá. Em cắt bớt nó đi cho nó gọn, thon, dán nó đi. Để mình để gỗ nhiều quá nó heo. Còn cái này giữ lại sau này tiền lọ tâm hay tiền hẹt gì vẫn chất lượng nha anh chị. Nó vâng đỉnh hơn. Thôi, giờ em tẹt xíu nước cho nó biến hình nè anh chị. Đó. Trời ơi, cắt cắt nè. Đỉnh nu nè, sụn nè, chun nè, đó nô viền ăn, cái đỏ đen nè, rồi đẻ không, đó, đen ăn xiên với đỏ này chắc có đanh cực kỳ luôn, đây, cục này khỏi phải ban luôn nè, rồi chắc vân mê ly luôn anh chị, chưa tẩy nha, hàng này phải tẩy một nước nữa lên mới cực kỳ gọi là chất lượng luôn chứ chưa tẩy, nhìn còn mờ lắm. Trời ơi, nu sụn bám nè. Lên cái đế nữa không? Mày lên cái đế nữa, em văng là nhít cái bài luôn. Đặt trên bàn chè thì thôi chứ không phải nói tới cái độ ấn tượng của cái thôi luôn. Đây. Rồi đó, phèo 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 phèo. Sụn phèo chỉ đen. Chun. Anh thấy em là chơi cục chun cẩm thì đây nha. Đầu trên đầu dưới nó đều cánh chun. Đó, trời ơi, đây đây, cái bình này mới đẻ nè. Sụn nè, sụn luôn. Rồi rồi, cái này lên một cái đôn nữa. Bầm búa, bầm búa. Như đây mà không chơi thì chơi cái hình sụn cẩm này nữa anh em. Mùi thơm cực kỳ luôn. Mùi cẩm nó ngọt. Đầu cắt đây. Cho anh tạt miếng nước vô xìm vòng nó sướng. Đó, anh chị có nhu cầu liên hệ em. Anh con không thích 2,5 triệu đô lại thôi, 2 triệu và 2,5 triệu đô lại.